Vâng, hội làng Xuân Mai hôm nay rực rỡ sắc màu. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhìn lên phía màn ảnh để ghi nhận lại những nét mặt, những niềm vui của bà con nhân dân làng Xuân Mai trong buổi lễ ngày hôm nay. Vâng, theo thông tin chúng tôi được biết thì đình làng Xuân Mai đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Đình thờ thầy Hoàng Làng là đại tổng binh Nguyễn Sa Dương Nhật Điển, một vị tướng tài thời vua Thục Vương, đã có công giúp vua đánh giặc giữ nước và bảo hộ cho cuộc sống của nhân dân nơi đây. Trải qua bao thăng trầm của đất nước, đình Xuân Mai vẫn được người dân nơi đây giữ gìn và tôn tạo, mang đậm nét truyền thống cổ xưa, thể hiện qua bộ khung và những nét chạm trổ tinh hoa. Hệ thống các di vật trong đình phong phú và có giá trị lịch sử. Dù đi đâu và giữ ở cương vị nào, đến ngày lễ hội, người dân khu Xuân Mai vẫn luôn nhớ về lễ hội truyền thống và tụ hội tại đình để tưởng nhớ về cội nguồn và bồi đắp thêm niềm tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa quê hương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng tôi đang đứng ở vị trí khá là gần gũi với mặt đường quốc lộ 6, và trong giờ phút này thì các đồng chí công an cũng như các anh bảo vệ đang làm nhiệm vụ rất là vất vả, và chúng ta có thể quan sát thấy rất là nhiều bà con từ hai bên đường đã đang đứng đón và xem lễ hội. Vâng, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi video. Xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.